9 điểm tham quan nhất định bạn phải tới khi đi du lịch Điện Biên Phủ. Xin chào các bạn, mình là Madame Đi Thôi. Hôm nay các bạn hãy cùng mình khám phá 9 điểm tham quan không thể bỏ qua khi đi du lịch Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng trào rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới Lào-Việt. Nằm trên ngã ba nhiều đường lớn và đường nhỏ quan trọng, Điện Biên Phủ là một địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, là một vị trí chiến lược cơ động ở giữa miền Bắc Việt Nam, Thượng Lào và miền Tây Nam Trung Quốc. Có thể trở thành một căn cứ lục quân và không quân rất lợi hại trong âm mưu của giặc xâm lược Đông Nam châu Á. Thấy rõ vị trí quan trọng đó của Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 11 năm 1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và xây dựng ở đây một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, chiến trường Điện Biên Phủ có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, xã hội, khoa học và kinh tế, là di tích có giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà còn có giá trị, ý nghĩa lịch sử lớn lao đối với thế giới. Xin mời các bạn hãy cùng Madame Đi Thôi tìm hiểu về lịch sử rất hào hùng của dân tộc ta tại mảnh đất này. Điểm đến đầu tiên, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điểm tham quan đầu tiên mình muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại đây, vé tham quan với người lớn là 100.000 đồng, còn đối với các bác lớn tuổi là 50.000 đồng. Tới đây thì mình có thuê một bạn hướng dẫn viên để giới thiệu chi tiết hơn về những hiện vật lịch sử có tại bảo tàng cũng như những câu chuyện lịch sử về nơi đây. Các bạn hãy theo dõi cùng mình nhé. Điện Biên Phủ là ngụy trang của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Với lối trưng bày mở, bảo tàng đã trưng bày gần 1.000 hiện vật, tài liệu cùng với những cảnh quan, cảnh tượng lịch sử với mong muốn tái hiện lại cuộc chiến đầy gian khổ nhưng rất hào hùng của quân và dân ta. Và mở đầu không gian trưng bày mô phỏng ngôi lán làm việc của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại tỉnh Keo, Định Hóa, Thái Nguyên. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1953, một bộ phận của đại đoàn 316 được lệnh hành quân lên Tây Bắc giải phóng Lai Châu, bao vây Điện Biên Phủ. Địch bị đánh bại ở Lai Châu, rút lui về Điện Biên. Bộ đội ta được lệnh tranh đánh địch không cho chúng co cục về Điện Biên Phủ. Và tại Mường Pồn, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20 km, diễn ra trận đánh gay gò quyết liệt. Các chiến sĩ của đơn vị bế vắt đàn, bị thương vong nặng, hy sinh gần như hầu hết, chỉ còn lại 17 đồng chí cùng với 2 khẩu súng trung liên. Một khẩu súng không bắn được vì xạ thủ đã hy sinh, và khẩu súng còn lại của đồng chí Chu Văn Bổ chưa bắn được vì không có trận thương súng. Và trước hoàn cảnh nguy hiểm đó, anh Bế Văn Đàn đã vượt qua bao làn đạn địch tiến đến, cầm 2 chiếc súng đặt lên hai vai mình và hô đồng chí Bổ bắn để thủ thầm đội. Và khi đồng chí Bổ vẫn còn ngần ngại thì anh Bế Văn Đàn đã nói: kẻ thù ngay trước mặt, đồng chí của tôi thì bắn chết được nó đi, trả thù trọng đội. Và đồng chí Phù nghiến sắc nhà đàn vào lời của địch, quật ngã hàng chục tên. Địch hoảng hốt bỏ chạy, trong đợt phản kích của chúng bị bẻ gãy. Và thế nhưng, khi để thân mình làm giá súng, lúc đó anh Bế Văn Đàn đã bị thương rất nặng. Và anh viên đạn của Pháp bắn vào đầu, trong cơn đau nhức nhối anh vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được sao. Anh đã xin khiến tay mình vẫn còn ghi đặt hai chiếc súng ở trên hai vai. Lúc đó anh mới chỉ 22 tuổi, là tấm gương anh dũng của người con dân tộc tại tỉnh Cao Bằng. Và kết quả là chúng ta tiêu diệt và bức hàng 24 đại địch, tương đương là gần 3.000 người Pháp ạ. Và các họa sĩ đã khắc họa chân thực 4.500 nhân vật. Và sau khi mà tiêu diệt trung tâm đề kháng Nghiêm Lam thì chúng ta sẽ đánh chiếm các cứ điểm như là Độc Lập và Bản Kéo, tiến vào phân khu trung tâm Mường Thanh, tiêu diệt các dãy cao điểm phía đông, trong đó có cứ điểm đồi A1. Và tuy nhiên thì tại cứ điểm Nghiêm Lam này, và chỉ sau 5 giờ trận đấu thì chúng ta đã tiêu diệt được 200 tên địch, bắt sống được 300 tên và thu được nhiều đạn dược và vũ khí. Và thưa chị Đanh Hùng, Phát Đình Giót ạ, ông nhìn thấy chưa? Chỗ khói tím tím ấy, anh Hùng Phan Đình Giót phía sau lưng anh có rất nhiều vết thương nặng đấy, chính anh Hùng Phan Đình Giót, người lấy thân mình đập lỗi cho Mai. Và đây chính là cái hình ảnh mà chúng ta các chiến sĩ đấy ạ, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đầu đội mũ đan lưới cài lá ngụy trang tiến thẳng vào trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đấy ạ, đánh chiếm điểm Nghiêm Lam đây. Điểm đến thứ hai, nghĩa trang liệt sĩ A1 Điện Biên Phủ. Nằm đối diện với bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ chính là địa điểm thứ hai mình muốn giới thiệu tới các bạn, đó chính là nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ. Nơi đây có 644 ngôi mộ là những cán bộ chiến sĩ quân đội đã hy sinh anh dũng
trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hầu hết là các ngôi mộ vô danh. Chỉ có 4 ngôi mộ có tên là các anh hùng liệt sĩ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can. Không gian ở nghĩa trang rất yên tĩnh, không khí trong lành, môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng ngày, nghĩa trang mở cửa từ sáng đến chiều tối để đón du khách từ các tỉnh, trong nước và quốc tế viếng thăm. Đó thì trước khi vào nghĩa trang Điện Biên Phủ thì chúng ta sẽ có một cái cổng vào rất là lớn. Này, một cái cổng rất là lớn các bạn ạ. Ở nghĩa trang Điện Biên Phủ thì khi các bạn vào đây, đi dọc hai bên này, đây ông, đi dọc hai bên này chúng ta sẽ có bia của những cái tên của những người chiến sĩ năm xưa của chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại vì thực ra nghĩa trang ở đây chỉ có 4 ngôi mộ, đó là của các liệt sĩ, của các anh hùng liệt sĩ như là Phan Đình Giót này, Trần Can này, Bế Văn Đàn này. 4 người là có 4 anh hùng, anh hùng là có tên ở đây thôi, chứ ở tên trên ngôi mộ thôi, chứ còn là đa phần các ngôi mộ là đều chưa có tên các bạn ạ. Và các liệt sĩ thì đều được lưu danh ở trên những cái tấm bia này. Đó. Tại chiến dịch Điện Biên Phủ thì có tổng cộng hơn 6.600 chiến sĩ đã hy sinh tại nơi đây trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Và trong khi trong đó thì có khoảng độ tầm hơn 600 chiến sĩ là có được ghi tên ở trên mộ, còn đâu còn lại là hơn 5.000 chiến sĩ là chưa có và không có cái thông tin ở trên mộ phần các bạn ạ. Là toàn cảnh nghĩa trang tại trung tâm của nghĩa trang liệt sĩ tại trung tâm của thành phố Điện Biên Phủ các bạn. Thì đa phần những ngôi mộ ở đây thì là đều là những ngôi mộ chưa có tên các bạn ạ. Nói là những ngôi mộ vô danh thì cũng không hẳn, vì mình sẽ gọi là những ngôi mộ chưa xác định được tên tuổi thôi. Đây là ngôi mộ của anh hùng Bế Văn Đàn này, Bế Văn Đàn và Tô Vĩnh Diện này. Đó. Anh hùng Bế Văn Đàn thì quê quán tại xã Quang Vinh, Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nhập ngũ ngày 15 tháng 1 năm 1950 và chức vụ là tiểu đội phó này. Đấy, và ông hy sinh ngày 12 tháng 12 năm 1953. Còn phía bên này chính là ngôi mộ của anh hùng Tô Vĩnh Diện. Anh hùng Tô Vĩnh Diện thì quê cống ở Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hy sinh vào ngày 1 tháng 2 năm 1954 các bạn ạ. Bên đây thì sẽ là ngôi mộ của anh hùng Phan Đình Giót và Trần Can các bạn. Đây là mộ anh hùng của anh hùng Phan Đình Giót, quê quán Sẩm Xuyên, Hà Tĩnh, hy sinh ngày 13 tháng 3 năm 1954. Và anh hùng Trần Can các bạn, hy sinh đúng vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, đúng vào ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Còn đây trên này là chỗ khu tưởng niệm. Là đài nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Điểm đến thứ 3, di tích lịch sử Đồi A1. Đồi A1 nằm ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đồi A1 là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của Sở Tân Pháp ở Điện Biên Phủ. Đồi A1 nằm dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam, bao gồm hai đỉnh: Tây Bắc cao hơn 490m, Đông Nam cao hơn 493m. A1 là ký hiệu mà quân đội Việt Nam đặt cho quả đồi. Sau nhiều trận chiến vô cùng ác liệt đã diễn ra ở đây, thì đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội Việt Nam đã chiếm được đồi A1. Nào, các bạn hãy cùng mình đi vào trong và tham quan đồi A1. Xin chào các bạn nhé. Địa điểm tham quan tiếp theo của ông cháu nhà mình thì sẽ chính là ngọn đồi lịch sử A1. Thì ngọn đồi A1 thì chính là cứ điểm lịch sử của cái điểm lịch sử quan trọng nhất của thực dân Pháp thời đó. Thì đồi A1 thì chính là cái địa danh mà do
do Việt Nam mình đặt lên tên cho ngọn đồi này các bạn ạ. Đây là những cái hào này, đây là những cái vòng hào sang đấy bị hỏa. Đây là những cái vòng hào, hào đầu tiên, hào tiếp viện của quân Pháp các bạn. Ở đây có những cái cây rất là to này các bạn này. Không biết các bạn nào ở Điện Biên mà biết cái cây này thì cho mình biết tên của cây này nha. Có phải là cây giá tị không? Có phải cây giá tị không ạ? Mình không biết cái tên cây này các bạn. Lá rất là to. Đây các bạn, lá to đùng luôn. Đây là đồi A1. Kia có tấm biển là đồi A1 các bạn nhé. Phía trên đây là có một cái đài tưởng niệm này. Đồi A1. Đây. Đồi A1 thì là cứ điểm kiên cố thuộc hệ thống các điểm cao phòng ngự chia phía đông của phân khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tại đây thì quân Pháp bố trí rất nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự trận địa kiên cố vững chắc liên hoàn. Trận tiến công cứ điểm đồi A1 là một trong những trận đánh ác liệt kéo dài nhất và hy sinh nhiều nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây thì các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174, đại đoàn 316 và trung đoàn 102, đại đoàn 308 đã chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, vượt mọi hy sinh gian khổ, giành giật với quân Pháp từng ụ súng, từng đoạn chiến hào. Trải qua 39 ngày đêm chiến đấu gay go ác liệt, ngày 30 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 1954, thì các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức 5 đợt tiến công đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 5. Thì quân đội nhân dân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm đội A1. Xếp công sự thôi. Nó sẽ xếp tất cả là bằng báo cát hết. Ừ. Đội Pháp ngày xưa nó cũng làm cẩn thận ạ. Đây là hầm chỉ huy của đội A1 đây các bạn này. Đấy, đây vào hầm chỉ huy. Khá là tối đấy. Cứ đi vào trong nhỉ. Anh soi đường. Đây nó có thông, cũng thông hết mà. Có đèn đấy. Đó, trong này cũng có đèn này. Đây. Binh lính canh giữa này. Đây hầm này thì cũng được tôn tạo lại hết rồi. À, những cái này là từ cũ này này. Những cái này là những cái từ ngày xưa ấy. Gá lên để làm nắp hầm chống bom, chống đạn, chống pháo. Việt Nam ta gá bằng vách xây lại cho nó sạch sẽ. Ngứa không nhỉ? Cái che ngứa không nhỉ? Đúng không? Khác rồi, có cái sắt này còn Việt Nam mình thì là sẽ làm bằng cái bếp che. Phên nữa, phên nữa. Vâng. À đây, đi ra hào này. Đấy. À, hào nó xuống cái chỗ cái kia. Thôi, mình sẽ lên đỉnh rồi, mình sẽ lên đỉnh rồi. Đây, hào thì nó lại đi thông ở chỗ này, đi thông lên kia. Đi thông lên cái đoạn đường kia. Rồi các bạn này nhìn những cái đoạn hào này. Đúng ở đây. Đây đúng là bảo chơi trốn tìm thì có mà tìm bằng mắt nhỉ. Đây chơi trốn tìm thì khó tìm lắm nhỉ. Xe tăng Bazele của quân Pháp bị đại đội 674, tiểu đoàn 251, trung đoàn 174, đại đoàn 36 tiêu diệt vào sáng ngày 1 tháng 4 năm 1954. Trên đội A1 này thì các bạn có thể quan sát toàn cảnh cánh đồng Mường Thanh và cả toàn cảnh của thành phố Điện Biên Phủ các bạn ạ. Còn đây trước mặt các bạn chính là cái hố Bộc Phá được tạo thành do các đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung, Lưu Viết Thoại, Nguyễn Điệt, Nguyễn Văn Bạch điểm hỏa khối Bộc Phá 960 kg vào lúc 20:30 ngày 6 tháng 5 năm 1954. Sức nổ đã phá hủy một mảng trận địa, tiêu diệt phần lớn đại đội dù 2, làm cho quân Pháp choáng váng, tạo thời cơ quan trọng cho trung đoàn 174 xung phong đánh chiếm toàn bộ cứ điểm đội A1 lúc 4:30 ngày 7 tháng 5. Thank you.
đến thứ tư, cây cầu Mường Thanh huyền thoại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Man Nam đi thôi. Và địa điểm tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn ở thành phố Điện Biên Phủ đó là chiếc cây cầu Mường Thanh. Thì cây cầu Mường Thanh là một cây cầu dã chiến bắc qua sông Nậm Rốp do người Pháp xây dựng sau cuộc nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ. Thì cuối cùng thì cây cầu này lại là cái phương tiện để đưa đường cho bộ đội ta tiến công, cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng đến nóc của hầm viên bại tướng The Cat Story. Đây là toàn cảnh của cây cầu Mường Thanh, các bạn có thể xem. Đấy, quay tên ra ngoài này. Vâng, và các bạn ở cạnh cây cầu Mường Thanh thì chúng ta sẽ có một cái ụ súng ở đây các bạn. Đây chính là ụ súng Trọng Liên 4 nòng mà đã bị quân ta phá hủy khi vượt qua cây cầu Mường Thanh. Đây các bạn có thể nhìn vào đây. Súng Trọng Liên 4 nòng bảo vệ sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và bị pháo thủ của đại đội 360, tiểu đoàn 130, trung đoàn 209, đại đoàn 312 và đạn pháo của đại đoàn công pháo 351 tiêu diệt vào hồi 16 giờ ngày 7 tháng 5. Đó, đây là một cái khẩu ụ súng 4 nòng với sức công phá cực kỳ lớn mà đã giết rất là nhiều, đã bắn chết rất là nhiều chiến sĩ của chúng ta các bạn. Và chúng ta đã vượt qua cây cầu Mường Thanh để mà tiêu diệt được cái ụ súng này các bạn. Đấy, ụ súng này trọng điểm cứ đứng từ bên này và bắn sang cái cây cầu của chúng ta. Đấy, cứ đứng từ đây bắn sang cây cầu mà bộ đội ta đã phải vượt qua cây cầu. Đây, quay ra vượt qua cây cầu để đánh chiếm nó. Và có một điều đặc biệt nữa các bạn, khi bạn nhìn sang bên đây cứ đứng đấy thì dọc theo cây cầu Mường Thanh thì chính là khu chợ Mường Thanh, rất là đông người dân buôn bán. Các bạn nhìn dọc theo bờ sông Nậm Rốm này các bạn, đây dưới các bạn đây là con sông Nậm Rốm thì người dân buôn bán rất là nhiều, và thịt thà các thứ, thịt lợn này, thịt quê, đồ quê này, người dân buôn bán rất là nhiều. Nên các bạn có thời gian có thể tham quan chợ Mường Thanh các bạn nha. Ok, giờ chúng ta sẽ di chuyển cùng ông cháu mình sang bên hầm tướng The Cat Story đi nào. Điểm đến thứ năm, hầm tướng The Cat Story. Đi qua cây cầu Mường Thanh thì hầm tướng The Cat chính là nơi quân đội ta đã bắt sống tướng The Cat Story và cắm lá cờ chiến thắng lên nóc hầm The Cat. Xem mua vé ở đâu. Đây, mua vé ở ngoài đây. Đây, mua vé. Cho em 3 người chị ơi. 3 người, có ai cao tuổi không em? Có ông em ạ. Em 1 bác à? Vâng. Bác thì chị Miên cho bác nhé. Vâng. Em lấy 2 vé giúp chị. 2 vé bao nhiêu tiền? 40.000 ạ. Cho em gửi vậy. Mình có hướng dẫn viên không chị nhỉ? Có nhu cầu nghe không? Có ạ. Ở đây chúng ta sẽ vào di tích hầm tướng The Cat các bạn nhé. Mình sẽ nhờ một chị thuyết minh luôn cho mình về những cái di tích, về những cái lịch sử của cái hầm tướng The Cat này. Đây là cái hào trong hầm tướng The Cat này các bạn. Cháu xin được tự giới thiệu, cháu tên là Trịnh Thị Hồng Nhung, là hướng dẫn viên của Ban Quản lý Di tích Điện Biên. Và rất vui cháu hôm nay được đồng hành với bác cùng với các em trong chuyến tham quan thực tế tại di tích hầm The Cat. Vâng. Và thay mặt cho Ban Quản lý thì xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng ạ, chị. Giới thiệu với bác cùng với các em, hầm The Cat chính là tên thường gọi của nhân dân địa phương để chỉ ra rằng đây là căn hầm của Bộ Chỉ huy Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, mà trong đó có viên tướng Tổng Chỉ huy The Cat Story. Về vị trí, sở chỉ huy quân đội nằm sâu ở dưới lòng đất và ở thế thấp hơn so với hướng tấn công của Việt Nam. Nếu như ta không thay đổi phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh, chuyển sang phương châm đánh chắc, tiến chắc để bóc tách từng lớp vỏ cứng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thì không dễ gì có thể thọc sâu vào cơ quan đầu não của địch trước sự bố phòng hết sức nghiêm mật của khu vực này. Mái hầm thì được lợp bởi những tấm thép uốn sóng, phía trên thì phủ nhiều thân cây, bao tải cát và lợp chắn với điện đài và anten. Dưới lớp thép là những tấm ghi và những phiến gỗ to tròn do quân đội Pháp phá nhà rơi bán mang về. Để đi được vào sở chỉ huy thì chỉ duy nhất một con đường rộng khoảng 1 mét ngoằn ngoèo qua các bãi mìn với hệ thống hỏa lực bố trí ở các bong ke sẵn sàng nhả đạn vào con đường này bất cứ lúc nào. Và đặc biệt là ở phía tây nam còn có một trận địa pháo dàn hàng ngang để bảo vệ cho con hầm này. Xung quanh căn hầm, quân Pháp còn bố trí 4 chiếc xe tăng ở 4 hướng thường xuyên túc trực, và nó được ví như là những chiếc lô cốt di động để bảo vệ trực tiếp cho căn hầm tại đây.
Tại căn hầm này thì tướng De Cát đã tiếp rất nhiều những nhà báo, nhà văn của làng báo phương Tây, và cũng chính tại căn hầm này, De Cát cũng phải đền đầu nát óc trước sự tấn công như vũ bão của quân đội nhân dân Việt Nam. Còn về phía quân đội nhân dân Việt Nam, mục tiêu của chúng ta là phải bắt sống được toàn bộ chỉ huy quân Pháp. Năm 1962, Sở Chỉ huy Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ đã được nhà nước xếp hạng là di tích cấp quốc gia, và đến năm 2009 được xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Và trải qua nhiều lần chúng tôi tôn tạo thì căn hầm này đã được đưa vào phục vụ khách tham quan du lịch. Và sau đây xin mời bác cùng với các em chúng ta cùng di chuyển xuống bên dưới để chúng ta có thể tham quan căn hầm một cách dễ dàng nhất. Xin mời ạ. Dạ, bác cũng xin giới thiệu với bác là hiện nay thì căn hầm của tướng De Cát cùng với bộ tham mưu thì chúng ta đã tôn tạo gần như toàn bộ rồi, với rất nhiều những cái tấm ván gỗ được làm lại bằng vật liệu rất là chắc chắn để nó trường tồn với thời gian. Còn ở phía bên trong đây ạ, đó là những cái tấm ván gỗ, ngoài ra còn có những cái khối gỗ rất là to tròn như thế này, và ngoài ra thì còn có rất là nhiều những bao tải đất cát xếp chồng lên nhau. Mục đích đó chính là có thể là chống chọi với mọi cái hỏa lực của đối phương khi tấn công vào trong căn hầm này, và đảm bảo cho toàn bộ bộ chỉ huy trong căn phòng được đảm bảo một cách an toàn. Vâng ạ, và thưa bác cùng với các em là chúng ta đang có mặt ở phía bên dưới căn phòng của bộ tham mưu, và căn phòng này được thiết kế gồm hai cửa, một cửa quay hướng đông và một cửa quay hướng nam, với tổng chiều dài là 20m, chiều rộng 8m và được chia làm 4 ngăn. Ở giữa là một hành lang nhỏ chạy dọc và có hệ thống thoát nước ra sân bằng đốm. Và mỗi một ngăn phòng ở đây thì quân Pháp đều bố trí một chiếc máy phát điện 2kW dùng để thắp sáng và dùng để nối liên lạc giữa bộ chỉ huy với các cứ điểm ở phía bên ngoài. Vâng ạ, tôi xin giới thiệu với bác căn phòng thứ hai ạ. Đó chính là nơi làm việc của cơ quan yểm trợ không lực do thiếu tá Guerin chỉ huy. Ngay từ cái tên cơ quan thôi ạ, cũng cho chúng ta biết rằng quân Pháp đã vận chuyển về lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược và thuốc men thì đều trông cậy vào cầu hàng không. Và mỗi ngày thì trung tâm tập đoàn này sẽ cung cấp từ 200 đến 300 tấn hàng. Và cứ sau 90 phút lại có 5 tấn hàng đáp xuống sân bay Mường Thanh bởi các máy bay từ Hà Nội và Hải Phòng trở lên. Sau khi đợt tấn công thứ nhất kết thúc, ta chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai, các chiến sĩ công binh đã đào những hệ thống giao thông hào từ đông sang tây, cắt đứt đường băng sân bay và làm cho máy bay của quân Pháp không thể hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh được. Và từ ngày 27 tháng 3 năm 1954, pháo cốc xạ của quân đội Việt Nam hoạt động và làm chủ trên bầu trời Điện Biên Phủ. Không một chiếc máy bay nào của quân Pháp có thể hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh, và bắt buộc máy bay của quân Pháp phải bay trên độ cao 2.000m để thả dù. Và rất nhiều dù hàng đã lạc sang trận địa của chúng ta. Và đương nhiên, ta đã có được một nguồn viện trợ lương thực đạn dược rất là phong phú và có những thứ rất cần thiết trong công tác cứu chữa thương bị binh. Ok, các bạn, và đây là phía ngoài của căn hầm The Cattery. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Thì đều được là có những cái bao cát rất là to, và trên mái đều là những cái tấm thép có mái vòm hình tròn để mà khi mà đạn pháo các thứ bắn vào thì nó sẽ cản được rất là nhiều sát thương từ đạn pháo. Thế nhưng mà dù không công phá được, nhưng mà không phá hủy được hầm, thế nhưng mà chúng ta đã bắt sống được tướng De Cattery tại đây và cắm ngọn cờ trên nóc của hầm tướng De Cattery các bạn nhé. Điểm đến thứ 6, di tích đồi D1, nơi đặt tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Ok, xin chào mọi người. Và điểm tham quan tiếp theo của mình muốn giới thiệu với các bạn là tính là di tích đồi D1 của Điện Biên Phủ. Thì di tích đồi D thì là một trong những di tích thành phần di tích quốc gia đặc biệt của chiến trường Điện Biên Phủ. Thì nơi đây đã diễn ra trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ trung đoàn 209, đại đoàn 312 trong đợt tấn công thứ hai của quân đội nhân dân Việt Nam vào tập đoàn của Điện Biên Phủ. Đồi D là một cụm Dominique thực dân Pháp đã xây dựng và biến cứ điểm này thành vị trí tiền tiêu của dãy đồi đông. Do vị trí của đồi D che chắn bảo vệ sự chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và sân bay Mường Thanh, nên thực dân Pháp lợi dụng địa thế tự nhiên có được cho chúng về mặt quân sự để xây dựng thành vị trí phòng thủ vô cùng vững chắc, lợi hại. Tại đây, quân Pháp bố trí tiểu đoàn 3 trung đoàn Angeri rất thiện chiến và chiếm giữ. Đây là toàn bộ khung cảnh của di tích đồi D các bạn nhé. Phía trên kia chúng ta sẽ có tượng đài chiến thắng. Đồi D ở phía dưới này, đây các bạn có thể đi ra đây. Thì từ trên đồi D chúng ta sẽ có được cái không gian phóng tầm mắt nhìn bao trọn cái thành phố Điện Biên Phủ, và đối diện trước mặt các bạn chính là cây cầu bắc qua sông Nậm Rốm, cây cầu tre bắc qua sông Nậm Rốm và thành phố Điện Biên Phủ và trung tâm của thành phố. Phía xa xa đằng kia chính là sân bay Điện Biên, và hôm qua nhà mình cũng đã đáp xuống đó đã. Điểm đến thứ 7, di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ Mường Phăng. Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn mình trong khu rừng già,
dưới chân núi Pú Đồn thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ gần 40 km. Đây là nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn thường làm việc và nghỉ ngơi trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khu chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã đóng trên đất Mường Phăng trong vòng 105 ngày, từ ngày 31 tháng 1 năm 1954 đến ngày 15 tháng 5 năm 1954. Với cách bố trí hầm, lán trại thành hệ thống liên hoàn, ẩn mình trong rừng già dưới chân núi Pú Đồn, cơ quan đầu não quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ sở chỉ huy này đi lên cao hơn, đứng trên điểm cao nhất có thể quan sát toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ, thung lũng Mường Thanh và các cứ điểm trước kia của quân Pháp như đồi Him Lam, đồi Độc Lập, đồi D1, đồi C1, đồi A1, v.v. Điểm đến thứ 8, cánh đồng lúa Mường Thanh. Cánh đồng Mường Thanh là cánh đồng lúa lớn nhất vùng Tây Bắc, lớn hơn cả Mường Lò, Mường Than và Mường Tấc. Nơi đây là vựa lúa trù phú của tỉnh Điện Biên, rộng hơn 140 km vuông và nằm ở độ cao hơn 400 m so với mực nước biển. Cánh đồng này trải dài khoảng 20 km và rộng khoảng 6 km. Cánh đồng Mường Thanh được bao bọc bởi dòng Nậm Rốm và những ngọn núi cao chập trùng, vẽ nên một tác phẩm sơn thủy hữu tình đẹp mãn nhãn. Ngoài ý nghĩa về nông nghiệp, cánh đồng lúa bao la này còn góp vào sự phát triển du lịch của địa phương. Nơi đây trở thành điểm đến ở Điện Biên rất hút khách của các tỉnh. Đến thăm cánh đồng Mường Thanh Điện Biên, du khách sẽ choáng ngợp trước một khung cảnh quá đỗi xinh đẹp, hùng vĩ, tráng lệ nhưng cũng rất bình yên. Chỉ có trực tiếp đến đây, nhìn thấy đồng lúa mênh mông bạt ngàn, xa xa là núi đồi trùng điệp, bạn mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất này. Cuối cùng, điểm đến thứ 9, cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Việt Lào. Điểm đến cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn khi tới thành phố Điện Biên Phủ đó chính là cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Nằm cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 35 km về phía Tây Nam, vượt qua con đèo Tây Trang đầy hiểm trở, chúng ta sẽ tới được cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất bản Kha Khâu, Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thông thương sang cửa khẩu Pang Hốc, hay còn gọi là cửa khẩu Súp Hùn, ở huyện May, tỉnh Phong Sa Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và đèo Tây Trang là điểm cuối của quốc lộ 279 trên biên giới Việt Lào. Ngoài ra, khi đi du lịch Điện Biên còn có rất nhiều điểm khác nữa như điểm cực Tây của Tổ quốc Apa Chả hay thị xã Mường Lai, v.v. Nhưng mà những điểm này thì cách xa thành phố Điện Biên Phủ khá là xa, tầm 100 km trở lên. Vì vậy, nếu có thời gian thì các bạn cũng có thể lên những điểm này để tham quan và khám phá. Vậy là mình đã giới thiệu 9 điểm nên tham quan khi các bạn tới du lịch Điện Biên Phủ. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like, một subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình trên những video sắp tới. Chi tiết về 9 điểm tham quan của Điện Biên Phủ mình sẽ có những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Hãy đi cùng mình mà đàm đi thôi. Xin chào bạn nha, hiện tại ông cháu mình đã từ bên cửa khẩu quốc tế Tây Trang về sang Việt Nam rồi. Ông cháu mình vừa check in ở cột mốc giữa biên giới Việt Lào. Ok, sau mình cũng là cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Nếu các bạn có hộ chiếu và xe chính chủ thì các bạn có thể đi sang bên Lào bình thường các bạn nha. Rồi, bây giờ ông cháu mình chạy về thành phố Điện Biên Phủ đây. Kết thúc chuyến hành trình Điện Biên tại đây các bạn nha. Bye bye.